Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 100 token EXT. Đây là một dự án mã token này sẽ list sàn giao dịch Hàn Quốc nha tất cả các bạn. Còn chương trình góp này sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 nha tất cả các bạn. Để tham gia chương trình góp này, mình click link mô tả, bấm nút start. Đây là mình lấy nguồn góp 6 nên con này yên tâm các bạn, cứ làm các bạn, cứ bấm continue. Rồi bấm dùm 15. Những nguồn góp 6 này rất là ít có chương trình góp, nhưng mà không có chương trình góp là trả rất là uy tín nha các bạn. Dù đầu tiên các bạn cho kênh góp trên seller nè các bạn. Rồi các bạn cho vào nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Các bạn cho tiếp bên seller nha các bạn. Rồi chỉ cho vào thôi. Rồi bấm up lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn chỉ việc cho anh kênh Telegram không à. Này anh rồi kiểm tra lại cái gấp rồi. Rồi các bạn bấm đoan các bạn. Rồi các bạn bấm đoan các bạn. Rồi bấm đoan các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn mở gọi địa chỉ với EC20 với chocolate máy sơ wallet các bạn. Rồi các bạn đây thì các bạn mở với chocolate các bạn copy địa chỉ và mình thông báo các bạn cái video trước mình sẽ hướng dẫn các bạn rút token 2 token RRBL này đã về nè các bạn. Rồi các bạn gì copy địa chỉ ETH của mình. Sao mình làm cái góp nó về nhiều con lắm mà các bạn than các bạn không về là các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Rồi các bạn bắt đắp nghe không? Rồi các bạn dán lên các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi cái đây bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Giờ mình thông báo là các bạn con tốc cần hôm qua có một cái video hướng dẫn các bạn nhận rút tốc cần cần CNS này các bạn, nó mới rút về chưa được 1 phút nữa các bạn. Vậy video này cũng kết thúc nữa. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.